Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo của Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại là 0865361321 và 0365365161 giúp em. Thì nhớ với anh em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng thì anh em đặt hàng và anh em không tin tưởng có thể đi shop khác. Đấy, bên nhà em thì có rất chi là nhiều mẫu kẹo từ 4.5 đến 6.35, hàng bao đều, bao đẹp, bao chuẩn. Và nhiều anh em đang thắc mắc hỏi là salon 6.35 chơi có ổn định hay không? Đấy, hàng salon 6.35 chơi có ổn định hay không thì tùy thuộc vào anh em, và anh em mua hàng thì luôn ủng hộ bên nhà em. Đấy, cái mức độ hàng ổn định thì bây giờ thứ nhất là em bảo là nhiều anh em đang thắc mắc hỏi là salon 6.35 chơi có hại cành hay không mà chơi có chuẩn hay không. Thì hàng 6.35 mấy em thì chơi cực kỳ chuẩn, và hàng này không phải hàng copy, hàng này là hàng nhập. Đấy, và váy nó là váy 2 tầng như lấm để hạn cái độ lặng của kẹo đi, đúng loại này đi nó cực kỳ chuẩn. Tất cả hàng salon thì cái đầu này nó đầu như cái đầu đạn rồi, bắn đi cực kỳ thẳng thắng tắp luôn. Tại các bạn em nó nặng hơn lấm nên nó sẽ độ rơi nhanh hơn, tùy theo anh em cân chỉnh, nhưng mà nếu độ này thì phải hơn 100 mét, bắn đều như nhau. Đấy, thì cái này về bằng chì dây, và tất cả anh em nhập có thể cho lên cân tiểu ly để cân cho anh em biết là mức độ kẹo như thế nào. Đấy, còn hàng này thì cam kết cho anh em hàng chuẩn, đẹp, chất lượng, bao cực kỳ chuẩn luôn cho anh em. Còn những hàng lấm, như hàng lấm thì em đã quay cho anh em rồi, thì hàng lấm thì là hàng rẻ nhất bên em là hàng 350.000 một ký, hàng 350.000 một ký. Thì hàng này thì là hàng chuẩn, đẹp, chất lượng. Loại này thì bao test cho các bác là 5 đến 60 m. Ăn lắp C2. Và hơn thì tùy theo anh em căn chỉnh. Mỗi anh em căn chỉnh một khác. Và tùy theo cây củi của anh em nữa, đúng không ạ? Đấy. Đây là hàng rẻ nhất này nhà em là hàng 350.000 một ký. Còn hàng đắt hơn thì tùy theo anh em sử dụng, váy chung, váy dày. Đấy, hàng cao cấp bên nhà em như là hàng FX Egun hoặc Cricket. FX Egun hoặc là Cricket thì hai mẫu này là hai mẫu Đài Loan, hàng đẹp chuẩn chất lượng, hàng đẹp chuẩn chất lượng. Đấy, thì là hàng này thì là hàng Đài Loan, bao test cho các bác là 90m ăn lắp C2 và hơn 100m ăn cò. Hàng cực kỳ ổn định, chuẩn chỉ, mềm, không via cho anh em. Đấy, thì anh em nhìn thì anh em biết chất lượng kẹo như thế nào. Còn hàng nhà em thì bao đều, bao đẹp, bao như trên quảng cáo luôn cho anh em. Đấy, đấy là hàng nhập Đài Loan nhé. Hàng ngoài này 90m ăn lắp C2. Còn nếu không thì anh em sẽ mua hàng cao cấp chỉ đóng tay FX Egun hoặc là Cricket. Đây là Cricket em đang quay rồi anh em. Đấy, còn cái mẫu này thì mẫu đài, bao test cho bác 90m, đều đẹp chất lượng. Đấy, thì quay sơ qua cho anh em là như vậy. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0865361321 giúp em, và 0365365161. Nhớ giúp em là kẹo không kiểm, không xem hàng. Anh em tin tưởng anh em đặt hàng, không tin tưởng có thể đi xuất khác. Xin chào anh em và hẹn gặp lại nhé.